Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Hỏa Chiến 2 Mobile. Thì đây là một tựa game chiến thuật lấy đề tài là Naruto Nonikuto vô cùng hấp dẫn. Thì tựa game này là phiên bản nâng cấp của tựa game Hỏa Chiến Anh Hùng. Thì cũng có thể gọi đây là tựa game Hỏa Chiến Anh Hùng 2. Thì nhìn chung thì đồ họa của game đã được nâng cấp lên khá là đẹp và không còn tính năng là treo máy một nút như các tựa game trước, mà theo đó sẽ có thêm nhiều tính năng mới. Nhưng mà vẫn giữ nguyên là tính năng tự động auto và một ngón tay vô cùng hấp dẫn. Và đây là một số tính năng mới của game. Đây là tính năng giao diện vàng. Hay là đây là các ninja cho bạn lựa chọn. Đây là tính năng phó bản, gia tộc hay là tính năng dẫn cụ. Bây giờ mình sẽ đi chiến đấu tiếp. Thì ok, thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Thì đầu tiên để nhập gift code, các bạn cần vào website là id.hỏa chiến 2.mobi. Sau đó các bạn tiến hành đăng nhập. Thì bạn nào đăng nhập rồi thì có thể bỏ qua. Thì sau khi các bạn đăng nhập xong thì các bạn nhấn vào nhận gift code. Thì lưu ý thì ở ngoài màn hình đăng nhập thì các bạn phải chọn đúng server mình muốn nhận code. Thì gift code thứ nhất như sau. VIP 666. Gift code thứ nhất là VIP 666. Thì đây là gift code cũ còn hạn sử dụng, mình muốn chia sẻ cho các bạn. Giờ để nhận quà thì các bạn về vào game và vào làng. Sau đó các bạn nhấn vào hòm thư của mình. Thì đây là gift code 666, sẽ nhận được là một mờ bạc và 10 cuốn triệu hồi cao cấp, số lượng là 10. Đây, một mờ bạc và 10 cuốn triệu hồi cao cấp, vé triệu hồi đặc biệt. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Giờ gift code thứ hai. Giờ gift code thứ hai như sau. VIP 888. Gift code thứ hai là VIP 888. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì gift code này sẽ nhận được các phần quà sau. Một cuốn triệu hồi tím và 10 cái vé sổ số cao cấp. Đây là các gift code thứ phần quà gift code thứ hai. Đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ ba. Giờ gift code thứ ba như sau. VIP 999. Gift code thứ ba là VIP 999. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng. Giờ gift code này sẽ nhận được các phần quà sau. Phần quà gift code 99. Đây là các phần quà của gift code 999, bao gồm là 5 cái quá triệu hồi nguyên tố và 10 cái cuộn khế ước. Đây là các phần quà của gift code thứ ba là VIP 999. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ tư. Để mình trở lại. Thì gift code thứ tư như sau. GGHCMB là gift code thứ tư. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Giờ gift code này sẽ nhận được các phần quà như sau. Là một cái SP Ninja, một cái bộ cam hiếm dùng để nhận các trang bị của ninja. Như đây là phần quà của gift code thứ tư. Chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ năm. Giờ gift code thứ năm như sau. CNQMB là gift code thứ năm. Thì gift code này cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì gift code này sẽ nhận được các phần quà như sau. 5.000 cái cầu tăng bậc, 15 cái vé sổ số màu tím, 20 cái vé triệu hồi hường, 10 cái bình tinh hoa. Đây là phần quà của gift code thứ 5. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 6. Gift code thứ 6 như sau. Để mình quay lại. KMHC. Thì cái hai số cuối này các bạn hai bằng cái số server các bạn đang chơi. Ví dụ như mình đang chơi S25 thì các bạn hai
đó bằng số 25 KMHC 25. Ví dụ bạn chơi ở 24 thì các bạn hai chữ KMHC ở bằng 24 KMHC 24. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng. Rồi các bạn có thể nhận quà. Rồi để hôm qua các bạn vào game. Giờ gift code này sẽ nhận được là 20.000 vàng. Đây 20.000 vàng. Một màu bạc, một cái na một ninja Naruto loại S loại A cộng 5 sao. Loại một ninja Sasuke Uchiha S cộng 5 sao. Một ninja Kakashi S trừ 5 sao. Một Gaara S 5 sao và một Sakura Haruno S vẫn là 5 sao. Thì đây là các phần quà có gift code thứ 6. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 7. Thì gift code thứ 7 này là gift code cũ, vẫn là gift code cũ còn hạn sử dụng. Thì gift code thứ 7 như sau. Tri ân whip mat. Tri ân whip mat là gift code thứ 7. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng. Mình nhập sai các bạn. Tri ân whip mat. Tri ân whip mat. Sau đó các bạn nhấn mã xác nhận. Sau khi bạn tri ân whip mat, chữ cuối là chữ K các bạn. Tri ân whip MAK. Rồi gift code thứ 8. Rồi gift code thứ 7 sau khi bạn tri ân whip MAK. Thì đây cũng là gift code cũ còn hạn sử dụng. Nãy mình đọc sai hình chữ mat, chữ K lộn hình chữ mat. Và gift code này sẽ nhận được là 200 cái vé triệu hồi đặc biệt. Đây là quà của gift code thứ 7. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 8. Giờ gift code thứ 8 như sau. Hỏa chí VK29. Hỏa chí VK29. Thì đây là gift code cũ còn hạn sử dụng. Hỏa chí VK29. Giờ gift code này sẽ nhận được các phần quà như sau. Đây là cái code mừng lễ của Khánh, gồm 5 màu bạc, 5 SP Ninja, 5 màu SP Ninja, 100 vé triệu hồi đặc biệt và 100 vé triệu hồi nguyên tố. Đây là phần quà của gift code thứ 8. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 9. Thì gift code thứ 9. Thì gift code thứ 9 này là gift code mới còn hạn sử dụng. Hỏa chí TT29. Hỏa chí TT229. Đây là gift code nó còn hạn sử dụng. Sau đó là nhấn gift code mới. Giờ chúng ta sẽ vào game. Giờ gift code này sẽ nhận được các phần quà như sau. 5M bạc, 5M FBA Ninja, 100 vé triệu hồi nguyên tố. Ở lộn 20 vé triệu hồi nguyên tố và 100 vé triệu hồi đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi triệu hồi Ninja. Đây các bạn, mình có tổng cộng là hơn mấy 411 cái vé triệu hồi Ninja. Mình sẽ triệu hồi 10 lần. Đây, mình sẽ triệu hồi thêm một lần nữa. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một lần nữa. Mình nhập được tướng cấp A. Cấp A0. Sẽ triệu hồi thêm hằng một lần nữa. Kế tiếp. Sao vẫn là tướng cấp A vậy nè? Mình sẽ triệu hồi thêm nữa. À quên nữa, nếu các bạn nào mà ở trang chơi ở server S1 tới S23 thì các bạn có thể nhập cái code là Bùa1T23. Bùa1T23 dành cho các bạn ở server từ 1 tới 23. Các bạn có thể nhập và nhận quà. Thì hiện tại mình chơi level 25, server 25 nên là nó không có cho nhận cái code này các bạn.
Giờ còn có nhiều cái code mà ở một số sim mở và mới nhập được, là các bạn có thể vào cái fanpage của game để xem các gift code mới nhất. Bây giờ mình túi nó đã đầy rồi các bạn. Đây là các ninja. Mình sẽ đi, mình sẽ xác nhận thêm được 160 ninja. Xác nhận 170. Mình sẽ đi triệu hồi tiếp. Đây là các phần, đây là tướng Hinata, Gupli, Onuki, Tất Cộng, Chojin, Tenten. Mình sẽ tiêu hòa thêm một lần nữa. Nhận được tướng Sai, Kakashin, Hyuni, Haku. Giờ tối này nữa rồi các bạn. Thôi mà giờ mình đi chiến đấu tiếp. Mình sẽ chiến đấu các ninja cũ. Đây là cái giao diện chiến đấu của game, trông khá là đặc biệt. Thì đây cũng là tựa game lậu nên là các bạn sẽ được tặng vàng tới số lượng là 20 màu vàng là các bạn. Đây 20 màu lận. 20 màu vàng. Ok thì cái giờ mình sẽ mở code trên màn hình. Thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn các gift code dành cho tân thủ. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.